Xin chào cả nhà, chào các anh chị các bạn đang xem kênh của Diễm. Bữa nay ở bên Diễm thì bớt lạnh đó cả nhà. Có nắng đẹp nè nên là Diễm sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, rồi giặt giũ mấy cái màn cửa đồ á cả nhà. Cả nhà có thắc mắc là sao nhà Diễm có con búp bê này không? Đây là mượn của cháu chồng đó cả nhà. Diễm nói là Diễm nhát tay lắm, không có dám ẵm trẻ sơ sinh á, nên là chồng của Diễm mượn con búp bê của cháu chồng về cho Diễm tập luyện trước nè. Cả nhà thấy Diễm lật chở em bé rất là thuần thục rồi nè ha. Nhưng mà cái này là mình thực hành trên con búp bê thôi, còn thực tế thế nào thì chưa có biết được nha cả nhà ơi. Thời đó giờ không có ẵm trẻ sơ sinh á nên mình nhát tay dữ lắm. Bữa nay Diễm sẽ dọn dẹp nhà cửa hết, tổng vệ sinh. Mấy cái sofa này thì Diễm cũng sẽ giặt hết luôn nha. Bây giờ bé của Diễm cũng được 37 tuần rồi. Không biết là chừng nào sanh nữa cả nhà. Nên á, mình tranh thủ ngày nào nắng đẹp, mình nhờ tổng vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp nó lại, cho mọi thứ nó mới nha. Mọi người hỏi là tại sao hôm nay Diễm lại xuyên như vậy, tổng dọn dẹp nhà cửa, thì Diễm nói là để chừng nào mà em bé ra đời thì mọi thứ trong nhà nó đều sạch sẽ thơm tho hết. Nên là tranh thủ ngày nắng đẹp thì mình tổng vệ sinh. Nay chồng Diễm đi làm rồi nên không có ai phụ Diễm hết. Mấy cái này Diễm tự làm. Màn cửa này thì Diễm không có sử dụng máy giặt nha cả nhà, Diễm giặt tay thôi. Tại vì mấy cái màn cửa này mình giặt máy giặt đó, nó bị nhăn nheo dữ lắm, với lại nó mau hư á, nên là Diễm chỉ giặt tay. Bây giờ cái lưng của Diễm nó yếu lắm á cả nhà, nó bị đau rất là nhiều, nên là mình làm công chuyện gì mà đứng khom một chút xíu là nó bị đơ luôn á. À, giặt đồ bên này thì hơi cực nha cả nhà, không phải như bên mình có sàn nước đồ ngồi dễ. Ở đây Diễm thảy vô trong cái bồn tắm này nè, Diễm giặt nè, cứ xoay chở lát thì ngồi lát thì đứng. Bây giờ chuẩn bị tới giờ ăn trưa rồi cho nên là Diễm nấu bữa trưa nha cả nhà. Bữa nay thì nhà có gì Diễm làm món đó thôi. Cái này là mấy cái cải xà lách Diễm mua cũng hơi lâu rồi, còn được chút đỉnh nè. Nè Diễm trộn salad ăn. Ở bên này thì Diễm lâu lâu mới đi siêu thị một lần, khoảng 2 tuần mới đi một lần đó cả nhà. Nên là hôm nay cũng không có còn nhiều đồ ăn á. Còn được chút cải xà lách nè. Nên là Diễm sẽ làm xà lách.
Bữa nay Diễm sẽ làm món thịt chiên nha cả nhà. Đây là thịt nai nè. Cái này thịt nai người ta đi săn á, thì người ta bán cho mình. Bán cũng rẻ lắm cả nhà ơi. Hôm bữa chồng Diễm mua hết thảy là 6,5 kg, mà người ta bán có 70 ơ hà. Người ta sắt lát ra cho mình sẵn gì luôn á. Bữa nay thịt nai thì Diễm sẽ tẩm với lại vụn bánh mì để mình chiên. Rồi ăn với rau salad trộn. Ở bên Việt Nam mình thì hay chiên với các loại bột, chiên giòn, chiên xù. Còn bên này thì lại hay chiên với vụn bánh mì nha cả nhà. Cái này Diễm tẩm nó với trứng xong rồi mới quay qua tẩm với bánh mì nha. Tủ lạnh nhà Diễm cũng còn được chút trái cây hồi lúc mùa hè tới bây giờ nè cả nhà. Cái này là việt quất với lại dâu tây. Hồi lúc mùa hè mình hái cái trái cây này á, mình bỏ vô cái ngăn đông. Bữa nay thì mình sẽ làm món trái cây trộn để làm món tráng miệng nha. Mình có thêm một trái táo nữa cả nhà, cho nó phong phú thêm chút đỉnh. Món trái cây trộn này thì Diễm sẽ trộn với nước cốt chanh nè, đường. Rồi mình bỏ vô tủ lạnh chút xíu cho nó lạnh lạnh đó cả nhà. Chừng nào mà chuẩn bị ăn á thì mình sẽ thêm chút da ua nữa. Mà trái cây trộn này thì ăn với da ua không đường nha. Này trái cây trộn có 3 loại nè cả nhà. Bữa nay Diễm sẽ làm cơm luộc kiểu Ý. Bây giờ thì Diễm sẽ bỏ thịt vô để Diễm chiên. Cơm này chỉ luộc rồi chắc nước ra thôi nha cả nhà, chứ không có chậm lấy hơi giống như bên Việt Nam mình nha.
phần thịt chiên này á, mình chỉ gấp thêm chút muối nữa là được rồi, chứ không có cần bỏ nhiều gia vị đó cả nha. Hôm nay bữa trưa của nhà mình là những cái món như thế này, cơm luộc nè, thịt chiên với lại rau xà lách. Mời cả nhà ăn cơm với hai vợ chồng mình nha. Bây giờ ăn cơm xong thì Diễm tiếp tục đi dọn nhà nha. Diễm lau hết mấy cái cửa kính ở trong nhà, cửa sổ, cửa chính gì lau hết luôn. Các anh chị nào có kinh nghiệm làm vệ sinh các cửa kính này á, cho Diễm xin ý kiến nhé. Diễm dùng cái loại giấy nào để lau á, nó cũng bị dính cái bụi giấy vô trong kính này hết á cả nhà. Nó bị dơ lại á. Mẹ chồng Diễm thấy bụi giấy dính trên cái kính này thì sẽ hỏi là bộ không bao giờ lau cái kiến hay sao mà nó bị bụi như vậy. Mà Diễm đã thay đổi rất là nhiều cái loại giấy để mà lau cửa kiến rồi. Loại nào cũng bị bụi hết á cả nhà ơi. Các anh chị có kinh nghiệm á, cho Diễm xin ý kiến mình sử dụng cái loại nào để mà nó không có bị bám bụi giấy lên kiến ha. Cái nhà Diễm ở diện tích nhỏ mà Diễm dọn dẹp từ hồi sáng tới giờ vẫn chưa xong nữa cả nhà. Mọi người trong gia đình nói là thôi làm từ từ thôi, chứ không cần phải làm hết trong một ngày. Nhưng mà tại vì Diễm thấy hôm nay trời nắng á, mình lau chùi dọn dẹp vậy nó sẽ tiện. Để hôm nào trời mưa mình lau thì cái nhà nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều. Bữa nay là Diễm tổng vệ sinh nhà cửa. Nhà cửa bây giờ là thơm tho sạch sẽ luôn rồi nha cả nhà. Thì mình không biết là chừng nào sanh em bé, cứ dọn dẹp sẵn trước như vậy để khi mà có em bé thì nhà cửa nó sạch sẽ, có khách tới thăm nhà thì cũng thấy sạch sẽ, nó không có kỳ. Cả nhà thấy Diễm quay một cái clip ngắn
Chứ hôm nay là bà bầu làm tối tăm mặt mũi từ sáng tới chiều luôn đó cả nhà. Mấy cái màn cửa với lại giải bọc sofa, Diễm đợi cho nó khô lại. Xong rồi mình phải ủi nó nữa cả nhà. Nhưng mà cái đó để ngày mai làm nha. Hôm nay làm bao nhiêu đây là thở muôn hơi hớp luôn rồi đó. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip ngày hôm nay hen. Hẹn gặp lại cả nhà những cái clip lần sau. Xin chào tạm biệt cả nhà.